Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 5 có những nội dung đáng chú ý. Bà Rịa Vũng Tàu cần nhanh chóng thực hiện sắp xếp đổi mới công ty nông lâm nghiệp. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát hoạt động nạo vét hồ sông Hỏa và đập sông Kinh. Người chăn nuôi cần bình tĩnh trước cơn bão dịch. Bệnh viện Bà Rịa thực hiện quy trình báo động đỏ để cấp cứu kịp thời bệnh nhân bị đâm thủng tim. Trong phần tin thế giới, Nga muốn khôi phục hoàn toàn quan hệ với Mỹ. Iran khẳng định không có chiến tranh với Mỹ. Khai mạc liên hoan phim Cannes lần thứ 72. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Liên minh Đổi mới Sáng tạo Phát triển Quốc tế tổ chức hội nghị quốc tế với chủ đề Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo, một trụ cột cho phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Hội nghị nhằm làm rõ vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như là một trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đồng thời khuyến nghị những giải pháp, chính sách cụ thể cho Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị cùng với các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ, các bộ ngành địa phương và đối tác quốc tế. Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước, là lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực chính của mô hình phát triển kinh tế xã hội. Do đó, phải làm tốt hơn nữa sự phối hợp giữa nhà nước và xã hội trong phát triển khoa học và công nghệ, kết hợp tốt hơn nữa nội lực và ngoại lực trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, những thành tựu khoa học và công nghệ những năm gần đây đã có những đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển của các ngành chủ chốt ở Việt Nam. Với tác động rộng lớn của cuộc cách mạng công nghệ, Bộ sẽ tiếp tục tăng cường năng lực, thúc đẩy hợp tác với các nước và các tổ chức công nghệ hàng đầu để có thể đóng góp hiệu quả cho việc chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam sang nền kinh tế dựa trên công nghệ. Tại Hội nghị Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, một trụ cột cho phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, các bộ ngành địa phương, các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, doanh nghiệp nhận được tư vấn của chuyên gia đến từ các quốc gia, tổ chức hàng đầu quốc tế về đổi mới sáng tạo cho định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Những kinh nghiệm và ý kiến tham vấn của các chuyên gia sẽ góp vào quá trình xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 của Việt Nam. Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện sắp xếp đổi mới công ty nông lâm nghiệp theo nghị quyết số 30 ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị và nghị định số 118 ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tại cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thực hiện nghị quyết số 30 ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 118 ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về việc thực hiện sắp xếp đổi mới công ty nông lâm nghiệp, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện sắp xếp chuyển đổi công ty cao su thống nhất thành công ty cổ phần cao su thống nhất. Đồng thời, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện chuyển đổi lâm trường Xuyên Mộc thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tỉnh đang tiếp tục rà soát thực hiện sắp xếp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Khó khăn lớn nhất hiện nay khi tiến hành sắp xếp đổi mới các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh là việc phê duyệt phương án sử dụng đất còn chậm, việc liên hệ tìm kiếm nhà đầu tư làm đối tác góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên còn gặp nhiều khó khăn. Để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp đổi mới các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, tại cuộc họp, ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đề nghị các sở ngành của tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ xây dựng phương án sử dụng đất, từ đó xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đổi mới để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sáng nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát tình hình nạo vét hồ sông Hỏa và đập sông Kinh thuộc địa bàn huyện Xuyên Mộc. Qua giám sát, đoàn ghi nhận nhiều bất cập trong hoạt động triển khai nạo vét và quản lý nạo vét hồ.
Dự án nạo vét hồ sông Hỏa và sông Kinh hay còn gọi là đập dân cầu mới, huyện Xuyên Mộc do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ sản xuất Cát Hà làm chủ đầu tư. Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương nạo vét tại văn bản số 28/2015 với thời hạn 4 năm. Trong đó, tổng khối lượng nạo vét hồ sông Hỏa là hơn 780 triệu mét khối, hồ sông Kinh là gần 487 triệu mét khối. Qua khảo sát thực tế, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, hoạt động nạo vét tận thu khoáng sản tại hai dự án diễn ra không đảm bảo theo quy định. Cụ thể, hoạt động nạo vét tận thu khoáng sản tại hai dự án diễn ra khi chưa hoàn tất các thủ tục đánh giá tác động môi trường. Việc khai thác tận thu vượt ranh giới hồ, lấn vào đất rừng tràm. Việc quản lý hoạt động nạo vét tận thu khoáng sản tại hai dự án chưa được ngành chức năng quản lý chặt chẽ. Sau một thời gian tạm lắng, những ngày qua, dịch tả heo châu Phi lại tiếp tục bùng phát tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện cả nước có 29 tỉnh thành xuất hiện dịch tả heo châu Phi, với tổng đàn heo phải tiêu hủy hơn 1,2 triệu con. Riêng tại khu vực miền Đông Nam Bộ đã có 2 tỉnh công bố xuất hiện các ổ dịch, đó là Đồng Nai và Bình Phước. Trước tình hình này, ngành thú y Bà Rịa Vũng Tàu nhận định, nguy cơ dịch tả heo châu Phi lây lan trên diện rộng và xâm nhiễm vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là rất cao. Vì vậy, cơ quan chức năng và các hộ nuôi heo trên địa bàn tỉnh đang khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Ngành chức năng cũng khuyến cáo người chăn nuôi cần bình tĩnh, thay vì bán đổ, bán tháo đàn heo thì nên áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh chuồng trại để đàn heo khỏe mạnh. Mặc dù không phải là thủ phủ của ngành chăn nuôi heo, nhưng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có tổng đàn heo rất lớn, gần 450.000 con. Ngành thú y Bà Rịa Vũng Tàu nhận định, nếu bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại Bà Rịa Vũng Tàu thì sẽ gây hậu quả nặng nề cho ngành chăn nuôi. Chính vì vậy, ngay sau khi tỉnh Đồng Nai công bố dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại hai huyện Trảng Bom và Nhân Trạch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh dịch tả heo châu Phi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức họp khẩn với các ngành chức năng, các địa phương để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan thú y và các địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án về nhân lực, kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống khi dịch xảy ra. Ngành thú y phối hợp với các ngành chức năng giám sát chặt chẽ người và phương tiện vận chuyển heo ra vào tỉnh, tuyên truyền để người dân không tham gia vào hoạt động buôn bán, vận chuyển heo lậu, sản phẩm heo không rõ nguồn gốc, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tăng cường lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch tại gốc, tiến hành khẩn trương công tác tiêu độc khử trùng tại các trang trại chăn nuôi. Tại các chốt kiểm dịch đầu mối tại ba địa phương gồm huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc và thị xã Phú Mỹ, lực lượng thú y cùng lực lượng liên ngành gồm cảnh sát giao thông, quân sự, quản lý thị trường trực chiến 24/24 giờ để kiểm soát các xe vận chuyển heo ra vào tỉnh. Trạm 24/24 kiểm tra tất cả các phương tiện vận chuyển, tất cả các phương tiện xe tải chạy qua lại trạm và tăng cường kiểm tra thêm thời gian vào những buổi chiều, những cái đường ngang ngõ tắt. Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời các đường nhánh vào huyện đi qua các xã Quảng Thành, Cù Bị và Sơn Bình. Do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi, những ngày qua giá heo trên địa bàn tỉnh liên tục giảm mạnh và hiện chỉ còn 33-35.000 đồng một ký. Điều này đã khiến nhiều hộ hoang mang bán đổ bán tháo đàn heo. Do đó, ngành nông nghiệp đã khuyến cáo người chăn nuôi bình tĩnh, giữ ổn định đàn cho đến kỳ xuất bán để tránh xáo trộn thị trường, đẩy giá heo xuống thấp. Đồng thời, thực hiện tốt các biện pháp tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi, bổ sung vitamin, khoáng chất vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho heo và hạn chế người ra vào chuồng trại. Như trại chăn nuôi của tôi ở đây thì mọi vấn đề vaccine phòng ngừa của cái chu kỳ chăn nuôi là một, thứ hai là vấn đề vệ sinh rồi khử trùng chuồng trại thì mình làm cũng rất là đầy đủ theo như cái khuyến cáo của chi cục thú y. Lo lắng bây giờ là cũng mong là ban lãnh đạo bên chi cục thú y tỉnh là hạn chế cho những cái heo ở địa phương khác đi vô cái địa phương mình để bà con có nghĩa muốn chặn đứng cái dịch để không có bị ảnh hưởng tới cái tình mình. Dịch tả heo châu Phi thì chỉ thiệt hại trong sản xuất, không lây lan sang người. Do vậy cũng mong rằng bà con, người tiêu dùng cũng hết sức là bình tĩnh, cũng không nên hoang mang, cũng không nên quay lưng với sản phẩm thịt heo mà chúng ta tiêu thụ bình thường, sử dụng bình thường. Đối với lựa chọn những sản phẩm thịt heo mà rõ nguồn gốc, có kiểm soát của cơ quan thú y.
Trong thời điểm giá heo xuống thấp, nếu nông dân liên tục xuất bán và nhập đàn heo mới về nuôi sẽ khiến tình hình dịch bệnh càng diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, ngành thú y khuyến cáo người chăn nuôi thận trọng khi tái đàn thời điểm này, đồng thời phải nắm rõ nguồn gốc xuất xứ để tránh nhập phải heo bệnh gây thiệt hại lớn về kinh tế, không chỉ cho gia đình mà còn cho địa phương. Thưa quý vị, sau một thời gian thận trọng với thịt heo do lo ngại ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi, tâm lý người tiêu dùng đã dần cải thiện nên lượng thịt heo tiêu thụ thời gian gần đây đã tăng trở lại. Giá thịt heo vì thế cũng đang dần phục hồi. Ghi nhận tại chợ Bà Rịa, huyện Long Điền và Đất Đỏ. Đây là những hình ảnh mua bán tại các quầy thịt heo ở chợ Long Điền. Tiểu thương đã kinh doanh trở lại bình thường khi nhu cầu của người mua đã tăng trở lại. Theo các hộ kinh doanh thịt heo, nếu như khoảng một tuần trở về trước, bình quân mỗi ngày một tiểu thương chỉ bán khoảng từ 10 đến 20kg thịt heo, thì đến nay mỗi ngày đã có thể tiêu thụ hơn 100kg thịt heo, kéo theo giá thịt heo hơi cũng tăng nhẹ từ 3-5 ngàn đồng một ký. Tăng lên được như là hơn 2%, lúc trước chỉ có 20 người ăn, bây giờ tăng lên được 40 người, 100 người giờ còn được 40 người ăn, là nó vậy, tăng lên được vậy thôi. Gần từng đây rồi bán thì cũng đỡ hơn đợt trước, mấy người tiêu dùng ta cũng dùng nhiều hơn. Thịt heo là món ăn không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người dân. Vì vậy, khi thấy sản phẩm có dấu kiểm dịch của cơ quan chức năng, thì người tiêu dùng yên tâm mua về sử dụng. Thịt heo ở chợ bán đều đảm bảo hết, thành ra tôi vẫn cứ ăn đều đều. Khi nào mà nhà nước kêu cấm thì không ăn nữa thì tôi không ăn nữa thôi. Còn vẫn tiêu dùng hàng ngày, không sao hết. Tôi cũng dân quê nhưng mà mua bán thì cũng sống hàng ngày á. Thì thấy ra mình cũng giúp với nhau trong cái việc cuộc sống á, thì ăn á thì mình cũng ăn, là mình thí dụ như nghe nói vậy á thì mình cũng sợ, nhưng mà thật sự ra thì cũng không sao, ăn này cũng không có gì. Trước đó vào đầu tháng 5, khi dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại khu vực phía Nam, đặc biệt là tại tỉnh Đồng Nai, đã khiến cho nhiều người tiêu dùng Bà Rịa Vũng Tàu hoang mang, dẫn đến sức tiêu thụ thịt heo giảm đến 60%. Tại các chợ trên địa bàn thành phố Bà Rịa, các huyện Long Điền và Đất Đỏ, có gần nửa tiểu thương kinh doanh thịt heo phải bỏ chợ. Nay tình hình đã được cải thiện và thịt heo đã được tiêu thụ gần như trước. Đây là tin vui cho người chăn nuôi heo trong tỉnh. Chương trình thời sự tối tiếp tục với những thông tin văn hóa xã hội. Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp với các sở ban ngành địa phương liên quan để nghe Sở Nội vụ báo cáo dự thảo tờ trình chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách, một số chức danh khác ở cấp xã và ở thôn ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Nội vụ, sau khi bãi bỏ chế độ trợ cấp khuyến khích cao đẳng đại học theo quyết định số 2815 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 10 năm 2018, đã có 234 cán bộ cấp xã xin nghỉ việc với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn phải nghỉ việc tại xã để kiếm việc làm khác có thu nhập cao hơn. Nhằm giữ chân và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực ở cơ sở, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Tài chính xây dựng chính sách, giải pháp thực hiện và dự kiến được nguồn lực, ngân sách đảm bảo cho việc thực thi. Đây là chính sách hỗ trợ tiền ăn và tiền xăng xe nhằm khuyến khích động viên những người hoạt động không chuyên trách, một số chức danh khác ở cấp xã và ở thôn ấp khu phố trên địa bàn tỉnh yên tâm công tác, đảm bảo ổn định hệ thống chính trị ở cơ sở, gắn với thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Mức hỗ trợ dự kiến là 50.000 đồng một người một ngày làm việc, tương đương 1.100.000 đồng một người một tháng. Đối tượng được hưởng: những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phó trưởng công an xã, công an viên thường trực xã, chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, một số chức danh theo đề án của Ủy ban Nhân dân tỉnh như cán bộ, nhân viên làm việc tại trung tâm văn hóa học tập cộng đồng ở cấp xã. Sau khi nghe ý kiến góp ý của các sở ngành địa phương, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp tiếp thu, tổng hợp ý kiến báo cáo thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua. Nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong việc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sáng nay Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Chi hội Khoa học An toàn vệ sinh lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội thảo tăng cường đánh giá quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 3 năm 2019 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, thời gian qua, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng về mức độ nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của doanh nghiệp. Năm 2018, toàn tỉnh xảy ra hơn 270 vụ tai nạn lao động, trong đó có 12 vụ tai nạn lao động làm chết 12 người, tăng 2 vụ so với năm 2017. Toàn tỉnh hiện có gần 150 trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp, chủ yếu là bệnh điếc nghề nghiệp. Nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn và bệnh nghề nghiệp là do nhận thức về an toàn vệ sinh lao động của người lao động và người sử dụng lao động vẫn còn hạn chế. Việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động chưa nghiêm, môi trường làm việc còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Tại hội thảo, tăng cường đánh giá quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ngoài ra, các đại biểu còn được chia sẻ về một số mô hình, cách làm hay của một số doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Dịp này, đại diện các sở ngành liên quan cũng dành thời gian để tiếp thu và giải đáp các ý kiến của các doanh nghiệp liên quan đến các chính sách và pháp luật an toàn vệ sinh lao động. Tận dụng được khoảng thời gian vàng có ý nghĩa quan trọng trong việc cứu sống bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Để tận dụng tối đa được khoảng thời gian vàng này của bệnh nhân, thời gian qua Bệnh viện Bà Rịa đã xây dựng, tập huấn và áp dụng quy trình báo động đỏ, tức quy trình xử trí nhanh nhất trong cấp cứu và điều trị. Và mới đây, một bệnh nhân bị đâm xuyên tim đã được các bệnh viện cứu sống thành công nhờ kích hoạt quy trình báo động đỏ. Bệnh nhân Danh Ngộ ở huyện Long Điền được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, có vết đâm ở ngực trái. Bệnh nhân lơ mơ, không bắt được mạch, không đo được huyết áp, tiếng tim mờ. Chẩn đoán đây là một trường hợp vết thương tim nguy kịch, có thể tử vong rất nhanh. Các bác sĩ đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ. Ngay lập tức, bệnh nhân được truyền máu và chỉ 10 phút sau, bệnh nhân được chuyển lên phòng mổ. Được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang tiến triển tốt và sẽ được xuất viện trong 7 đến 10 ngày tới. Khi mình đã thành lập cái cấp cứu nội báo động đỏ nội viện thì mình sẽ kích hoạt cái hệ thống này, và khi được kích hoạt thì trong vòng khoảng 5 phút thì cái hệ thống này là phải chuẩn bị đầy đủ hết để cấp cứu bệnh nhân và để giải quyết những cái thương tổn kịp thời. Thưa quý vị, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 có nhiều điểm mới. Để giúp các em học sinh cũng như phụ huynh biết thêm những thông tin về kỳ thi này, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, rút kinh nghiệm từ những sai phạm trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại một số tỉnh thành phía Bắc, thì Bộ Giáo dục Đào tạo năm nay đã có những cái thay đổi trong cái tổ chức kỳ thi. Vậy những thay đổi đó là gì thưa ông? Năm nay ấy, thì cái việc triển khai là thực hiện các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không được tham gia, mà Bộ Giáo dục phân công trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham gia cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác coi thi, chấm thi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì trong cái việc chấm thi đối với bài thi tự luận môn ngữ văn thì Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm dưới sự thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giám sát của trường đại học. Còn phần trắc nghiệm là giao toàn bộ cho trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đảm đương. Vậy thì riêng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta năm nay trong công tác tổ chức thi cũng như là đảm bảo cái an ninh an toàn cho kỳ thi thì có gì thay đổi so với kỳ thi của năm trước ạ? Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã phối hợp với các sở ban ngành để chuẩn bị về cái an ninh, đặc biệt là lực lượng công an sẽ phối hợp chặt chẽ từ cái khâu là tổ chức sao in, vận chuyển đề thi, vận chuyển bài thi, bảo quản đề thi, phối hợp với camera để thực hiện cái giám sát, theo sát cái quá trình tổ chức thi ở các cái điểm thi một cách tốt nhất, theo đúng với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vậy thì cho đến thời điểm này, ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã có công tác chuẩn bị như thế nào? Và trong thời gian còn lại thì sẽ triển khai những cái kế hoạch ra sao? Năm nay, toàn tỉnh chúng ta bố trí thành 19 cái điểm thi. Như vậy học sinh ở các địa phương, huyện, thị xã, thành phố thì thi tại địa bàn của mình. Trong đó học sinh của Côn Đảo cũng được dự thi trên địa bàn Côn Đảo. Và tinh thần chung các thầy cô di chuyển, còn các em học sinh thì không phải di chuyển xa, chủ yếu tại địa phương mình. Và sở cũng đã tiến hành
đi thanh tra, kiểm tra, rà soát lại tất cả các công tác chuẩn bị của 19 cái điểm thi để đảm bảo tuyệt đối an toàn và kỳ thi được diễn ra trên địa bàn tỉnh chúng ta một cách nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế theo hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia cuộc phỏng vấn trong chương trình thời sự của chúng tôi ạ. Quý vị vừa theo dõi những thông tin thời sự nổi bật trong tỉnh và trong nước. Tiếp tục chương trình là phần tin thế giới. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin vừa có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo tại thành phố Sochi của Nga. Tại đây, ông Vladimir Putin khẳng định Moscow mong muốn khôi phục hoàn toàn quan hệ với Washington. Tại cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin cho biết, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump gần đây, ông có ấn tượng rằng Tổng thống Trump muốn khôi phục quan hệ với liên lạc Nga-Mỹ để giải quyết những vấn đề thể hiện lợi ích chung. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng, dù báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller là khác thường, song đây là một nghiên cứu khách quan cho thấy không có dấu hiệu thông đồng giữa Moscow và Washington trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Lãnh tụ tối cao Iran ông Ali Khamenei vừa khẳng định sẽ không có bất cứ một cuộc chiến tranh nào với Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giới tình báo Mỹ cho rằng Tehran đang lên kế hoạch tấn công các lợi ích của Washington trong khu vực và Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran sẽ chịu tổn thất lớn nếu cố gắng làm bất cứ điều gì chống lại Mỹ. Phát biểu với giới chức Iran, lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cho rằng căng thẳng Iran và Mỹ hiện nay là cuộc thử nghiệm với ý chí quyết tâm hơn là sự đụng độ quân sự. Đại giáo chủ Iran cho rằng sẽ không có bất kỳ cuộc chiến tranh nào bởi cả Iran và Mỹ đều không theo đuổi một cuộc chiến. Đại giáo chủ Iran nhận định đàm phán với Mỹ là có hại bởi người Mỹ chỉ muốn lấy đi những điểm mạnh của Iran như năng lực tên lửa hay tầm ảnh hưởng chiến lược của Iran ở khu vực. Ông khẳng định sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ chừng nào Washington còn theo đuổi những chính sách thù địch chống Tehran. Liên quan đến tình hình bất ổn tại Sudan, Hội đồng quân sự chuyển tiếp của nước này và phe đối lập vừa nhất trí về một giai đoạn chuyển tiếp trong 3 năm nhằm chuyển giao quyền lực cho một chính quyền dân sự hoàn thiện. Hội đồng quân sự chuyển tiếp vốn được quân đội Sudan lập ra sau khi lật đổ Tổng thống al-Bashir hồi tháng trước, nêu rõ thỏa thuận cuối cùng về chia sẻ quyền lực. Trong đó có việc thành lập Hội đồng chủ quyền là cơ quan lãnh đạo tiếp theo của Sudan sẽ được ký với phong trào biểu tình Liên minh vì tự do. Giai đoạn chuyển tiếp sẽ kéo dài 3 năm, trong đó 6 tháng đầu sẽ được dùng để ký các thỏa thuận hòa bình với phiến quân tại các vùng chiến sự. Trong giai đoạn chuyển tiếp, quốc hội sẽ bao gồm 300 thành viên, với 67% trong số này sẽ đến từ Liên minh vì tự do và thay đổi. Các đồng minh chính trị của Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte, vừa giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử thượng viện giữa nhiệm kỳ hôm 13 tháng 5 vừa qua. Kết quả này cho thấy sự tín nhiệm của cử tri Philippines đối với chính quyền của ông Duterte. Dự kiến, Ủy ban bầu cử Philippines sẽ chính thức công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử thượng viện giữa nhiệm kỳ trong vài ngày tới. Việc các đồng minh chính trị giành đa số ghế tại thượng viện Philippines được cho là sẽ đảm bảo sự ủng hộ về pháp lý đối với các đề xuất của Tổng thống Rodrigo Duterte liên quan đến chống tội phạm và kế hoạch soạn thảo hiến pháp mới. Cảnh sát Sri Lanka vừa bắt 23 đối tượng liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào người Hồi giáo nước này, được cho là nhằm trả đũa vụ tấn công khủng bố ngày lễ Phục sinh hồi tháng trước, khiến hơn 250 người thiệt mạng. Hiện quân đội cũng đã được triển khai tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo lực tôn giáo. Trước đó, cảnh sát Sri Lanka cũng ban bố lệnh giới nghiêm trên cả nước trong ngày thứ hai liên tiếp, sau khi xảy ra các vụ đụng độ ở vùng Tây Bắc, khiến một người thiệt mạng, hàng chục cửa hiệu, nhà cửa và thánh đường bị phá hoại. Dù tình hình hiện đã hoàn toàn được kiểm soát, song cảnh sát cho biết lệnh giới nghiêm từ 21 giờ tối hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau vẫn được duy trì. Riêng tại tỉnh Tây Bắc, nơi bạo lực diễn ra nhiều nhất, lệnh giới nghiêm sẽ kéo dài hơn. Sáng nay 15 tháng 5, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một nhà máy xử lý rác thải kim loại ở tỉnh Ibaraki, miền đông Nhật Bản. Hiện chưa có thông tin về thương vong cũng như thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra. Cảnh sát tỉnh Ibaraki, Nhật Bản cho biết ngọn lửa bắt nguồn từ núi lò vi sóng và tủ lạnh đã qua sử dụng chất bên trong nhà máy. Lực lượng cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường sau khi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ nhà máy vào 6 giờ sáng theo giờ địa phương. Khu vực bao quanh nhà máy xử lý rác thải kim loại này là cánh đồng và rừng, không gần khu dân cư. Nhà máy này chuyên tháo dỡ và xử lý linh kiện của đồ gia dụng hoặc các loại kim loại đã qua sử dụng. Amazon đang triển khai hệ thống tự động hóa việc đóng gói hàng, công việc vốn cần tới hàng ngàn nhân công.
những con máy tự động sẽ quét các mặt hàng đi xuống từ băng chuyền, sau đó gói chúng vào những chiếc hộp dành riêng cho từng mặt hàng. Dự kiến mỗi kho hàng sẽ được lắp đặt 2 cỗ máy đóng gói. Chi phí và phí vận hành một cỗ máy là khoảng $1 triệu, nhưng Amazon dự tính sẽ thu hồi khoản chi phí này chỉ trong vòng 2 năm. WhatsApp vừa tiết lộ một lỗ hổng trong hệ thống của mình, có thể cho phép tin tặc truy cập vào điện thoại của người dùng. Tin tặc có thể cấy mã độc vào điện thoại bằng cách thực hiện cuộc gọi cho nạn nhân trên WhatsApp. Dịch vụ nhắn tin được mã hóa thuộc sở hữu của Facebook đã phát hiện và khắc phục lỗ hổng trên. WhatsApp của Facebook cũng đã đề nghị người dùng nâng cấp lên phiên bản mới nhất của ứng dụng này. Trong khi đó, Triều Tiên vừa tổ chức một cuộc triển lãm vật liệu xây dựng tại thủ đô Bình Nhưỡng. Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, triển lãm được tổ chức tại khu Liên hợp Khoa học Công nghệ đã trưng bày 250 mẫu vật liệu xây dựng và các thành tựu nghiên cứu trong lĩnh vực này, trong đó bao gồm các mẫu vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. KCNA không cho biết cụ thể thời gian diễn ra cuộc triển lãm trên. Một sự kiện không thể bỏ qua khi tới thủ đô Tokyo của Nhật Bản những ngày này chính là một triển lãm đặc biệt được tổ chức nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 45 của cô mèo dễ thương Hello Kitty. Điểm nhấn tại triển lãm chính là bức tường được tạo nên bởi 100 cô mèo Hello Kitty. Ngoài ra thì du khách cũng có thể bước vào thế giới của Hello Kitty tại khu vực trò chơi thực tế ảo hay chụp hình kỷ niệm cùng 1.000 hiện vật độc đáo gồm búp bê, album ảnh và bản nháp thiết kế về nhân vật nổi tiếng này. Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 72 vừa khai mạc tại thành phố nghỉ dưỡng xinh đẹp cùng tên của nước Pháp. Liên hoan phim năm nay quy tụ nhiều ngôi sao tên tuổi và hứa hẹn có nhiều hấp dẫn. Thông tin văn hóa này sẽ khép lại bản tin. Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 72 diễn ra đến ngày 25 tháng 5 với 21 phim tham gia tranh giải Cành Cọ Vàng. 18 phim dự một nhãn quan độc đáo và 8 phim chiếu nhưng không tranh giải. Ban giám khảo do đạo diễn người Mexico, ông Alejandro González Iñárritu đứng đầu. Sự kiện điện ảnh này mở màn bằng buổi công chiếu bộ phim The Dead Don't Die của đạo diễn Mỹ Jim Jarmusch và sẽ khép lại với buổi chiếu The Specials do Oliver Nakache và Eric Toledano làm đạo diễn. Điện ảnh Việt Nam có đại diện là Trống Đợi sẽ được trình chiếu tại góc phim ngắn và Hãy Thức Tỉnh và Sẵn Sàng sẽ tranh giải ở hạng mục phim ngắn. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 15 tháng 5, những ngày qua khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào và dông nhiều nơi do ảnh hưởng của trường gió Tây Nam cường độ mạnh. Tuy nhiên hiện trường gió Tây Nam đang giảm cường độ nên mưa có xu hướng giảm dần, chỉ còn mưa rào và dông rải rác. Người dân vẫn cần đề phòng hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy có thể xảy ra trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực phía bắc của tỉnh mức nhiệt cao nhất từ 32 tới 34 độ. Thời điểm trưa chiều trời oi bức nhưng về đêm lại khá mát mẻ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy. Ban ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 độ. Độ ẩm tương đối 78-83%. Khu vực huyện Côn Đảo trời nhiều mây, không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 26 độ, nhiệt độ cao nhất 32 độ, độ ẩm tương đối 81%. Vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió Tây Nam cấp 4 và đang có xu hướng giảm xuống. Tuy nhiên bà con ngư dân vẫn cần đề phòng các hiện tượng gió giật mạnh, lốc xoáy có thể xảy ra. Tại Vũng Tàu ngày 16 tháng 5 năm 2019, mực nước cao nhất 390 cm xuất hiện lúc 12 giờ, thấp nhất 135 cm xuất hiện lúc 5 giờ. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.